Ủa. Tại vì là cả dãy họ đổ xuống là nhìn ở bên này có hai mẹ con là soi đèn rồi nhưng mà không làm nó được vì nước nó to quá. À. Nó to nó tạt lên tận cái cổng, cái gần cổng nhà xây cơ mà anh. À. Thì lúc bấy giờ hai mẹ con là vừa hoảng lũ này, lại còn cái nhà, có cái nhà mà nó còn một cái vách đấy. Là hai mẹ con đứng ở đây là cứ đổ dần lại sợ. Bây giờ không biết còn chỗ nào để đứng, đành phải đưa, bán tạm trên cái cụ đá. Bây giờ cái cụ đá đấy mẹ con em đứng là bây giờ đã vùi dập xuống tận Thưa dưới tất cả quý vị và các bạn nhé, thì trước mắt quý vị và các bạn đây, đoạn đầu Than Uyên đây nối với Hồ Bốn đây, có thể nói rằng là sạt cực kỳ là ác liệt luôn. Ua, nhìn cái nhà kia này sạt xuống này, có thể nói là cái căn nhà kia là căn nhà rất là đỏ, rất là may mắn này, ông bà gánh cho, không thì cũng cuốn theo dòng nước này. À, cái dòng dòng nguồn này là nó chảy nó vạt sang bên này thôi, nhưng mà chủ yếu là nó chảy sang dòng chính nhưng nó chảy ở bên kia ấy, chứ không nếu mà vào cua mà nó hất hết ở bên này thì chứng tỏ là rất là nguy hiểm luôn. Đây, bây giờ em sẽ xuống dưới này để cho các bác xem là ở trên cái cung đường, đoạn đường này nó như thế nào, ác liệt như thế nào. Hồ Bốn đã ác liệt rồi đấy, Than Uyên còn ác liệt hơn nữa các bác nhá. Còn không biết rằng là sau sâu phía cuối kia nữa thì là nó như thế nào, thì chắc là em sẽ cập nhật những cái hình ảnh gần nhất ở khu vực Than Uyên gần Hồ Bốn thôi các bác nhé. Thì em cũng không chủ yếu là lên với Hồ Bốn. Đấy. Đấy, máy xúc đang thông đường. Em nghĩ rằng là những cái chỗ này là chắc chắn là rất là mạnh này. Đất đá trên đồi đổ xuống này. Đoạn này chắc là thường xuyên bị tắc, khắc phục cái thiên tai có thể nói rằng không biết bao giờ mới có thể khắc phục được. Ôi dồi ôi luôn, mọi người thấy xem, ôi dồi ôi luôn, đất đá xả từ trên đỉnh cao xuống dã man. Tại cái khu vực này em thấy có hai cái máy xúc, một lượng đất đá quá khổng lồ vạt xuống đây. Đây, phía đằng sau này có hai chiếc máy xúc đang gia đình nhà mình xả rác anh, chúng ta gia đình mình cũng là gia đình may mắn đấy chứ nhờ. Vâng, thì em nó vạt ở dưới bờ chúng thẳng, rồi xuống thẳng đây đấy. Ủa. Nhưng mà nó những cái đoạn này là ngấn mà nó vào rồi. À. Đặt vào đây này. À. Không là cũng nguy hiểm. Thế lúc đấy là mình có con có ai trong nhà không? Bây giờ có vợ em với thằng cu lớn. Thế lúc đấy mình đi đâu? Là chạy trên này em ở dưới ngoài về cũng về rồi. À. Thế nó sạt đây thì chạy lên kia, chạy lên đỉnh dốc thì trên kia nó lại sạt đống này này. Khiếp nhở, sang mương mà nó lại sạt hẳn nữa là cứ ngồi bên đồi để khóc thôi. Khiếp lắm nhở, hoang mang nhở. Bây giờ vẫn mất hồn. À, cứ đằng sau nhà mình là có ấy không? Đấy, anh em sạt đến đây còn ra để mình qua đằng sau nhà vâng, xem đó. Anh em mà xem. Đấy, mời các bạn cùng theo chân mình ra đằng sau nhà xem. Em nghĩ là cái gia đình này là rất là may mắn này. Chị à, chờ cho em xem, em ghi hình một chút đằng sau nhà. Ôi ôi, công trình chuồng trại là đi hết rồi. À, ủa. Đứng ra đây có ốc sao không? À, không. Đây nhà em đấy. À. Bị đánh hết vào đây, còn chỗ kia xoắn hôm qua hai vợ chồng là mất một ngày là để cây mới dọn dẹp. À. Ủa. Đâu là chuồng nuôi lợn nuôi gà là đi hết theo dòng suối rồi. Tài tài sản lợn gà là, à, chỗ này là ngày xưa là chuồng lợn dùng gà của mình. Chuồng lợn chuồng gà như em là từ chỗ này ra đến chỗ cái cù đá kia là bờ kè. À. Bờ kè bây giờ là là lợn gà vì là đi hết rồi. Đó là chuối hết. Chứng tỏ là may mắn quá. Lúc lúc đấy là mình đang ở nhà không thấy nói à, anh chồng chị là. Nói chung là lúc đấy có hai mẹ con em ở nhà thì tại vì nhà em chăn nuôi ấy. Nên ra là em mới cứ thỉnh thoảng em lại phải soi đèn xuống chắc là tầm hơn 6 giờ. Là em cứ soi đèn xuống thì thấy cái lũ nó càng ngày nó càng dâng cao lên đến chưa bao giờ nó lên đến chỗ cái cây kia đâu. Thì à. Em mới quay ra em đi vào, em lại xuống em tiếc mấy con gà bản lợn thì có vấn đề gì thì chắc là không đuổi được, nhưng mà tiếc gà xuống đuổi nhưng mà nó tối không đuổi được. Nó mắc ở trên đấy xong em lên trên nhà với hai mẹ con ăn cơm xong thì
ngồi tự nhiên là nó chắc là nó lũ mạnh quá, nó rung nhà như kiểu động đất ấy, rung nhà như giường. Lúc bấy giờ là nước chưa đến chuồng lợn nhà em, vì thế là em là sợ là nó đổ nhà ấy. Hai mẹ con mới chạy đi lên dốc này, nó bị lở đầu dốc, quay lại định trốn dưới cái xóm kia, ở dưới kia có một xóm nữa, thì nó lại bị lở ở cái đầu bú tre kia. Hai mẹ con bò đi lần đầu tiên thì đi xe máy thì thấy chắn hết kia, thì em quay lại lần thứ hai thì bò thụt đến đây. Ôi. Qua cái đường lan can thì hai mẹ con mắc ở đấy đi, nhưng mà vẫn cố đi được một nửa lan can, thì nhìn thấy nó mất lan can rồi, không có phương hướng nào nữa, thì hai mẹ con lại quay về. Quay về là định là đi xuống dưới kia, nhưng mà lại sợ ở dưới kia nó lại sạt tiếp, lại đi lên tiếp một lần nữa. Vâng. Thì lại đi bám vào cái bờ rừng thì nó có dây điện nó lở, lúc bấy giờ nó cũng trời đang mưa to ấy, nên là em cũng sợ. Vâng. Nhưng mà bây giờ có mỗi hai mẹ con là chạy đi thôi, nên là chẳng biết làm sao được. Lúc đấy mất sóng mất các thứ mất nhỉ, sóng, không biết như nào nhỉ. Có mỗi hai mẹ con thì lúc đấy giờ run là em bò qua được cái đoạn này, lúc bấy giờ nó lụt đến cái đầu gối này. Hai mẹ con là cứ kéo nhau đèn đi, nhận biết là vùi dập hết, xong lại cố moi đèn đi để lấy lối đi. Xong đi lên chỗ kia thì cứ thoát là kiểu kết nối được xóm trên, nhưng mà lên nơi nhìn thấy dòng lũ, một dòng mà đi thẳng, một dòng mà chạy sang bên này. Hai mẹ con đứng ở cái trục đường chính này, xong là đúng là lúc bấy giờ đấy em đứng em chỉ khóc khóc không biết rung. Làm nào. Vâng. Tại vì là ở trên này là đá, cái tà núi kia là đá nó lở xuống. Vâng. Thế em một dặn là khu lớn là nếu như mà mưa tiếp ấy, mà lũ chạy sang bên này thì hai mẹ con mình cứ bò dần lên núi. Ủa. Nếu mà không bò được nữa thì ngồi đấy mà đá trên mà lăn xuống á, thì chạy được thì chạy mà cũng chạy được thôi con ạ. Vâng. Vì chỉ ngồi xuống để nhìn, vừa chụp cái nước từ dòng bên này tạt sang và đá trên lăn xuống thì cứ lựa theo chiều đá, tránh được chiều nào tránh, không tránh được thì thôi. Vâng. Thế là hai mẹ con chờ đấy chắc là khoảng tầm 8 giờ cho đến 10 giờ thì ngừng mưa, thì rách. Vâng. Ở trên họ mới bắt thang bắt dây để cứu hai mẹ con sang. Ủa. Tại vì là cả dãy họ đổ xuống là nhìn ở bên này có hai mẹ con là soi đèn rồi, nhưng mà không làm nó được, thì nước nó to quá. À. Nó to, nó tạt lên tận cái cổng, cái gần cổng nhà xây kia mà anh. À. Thì lúc bấy giờ hai mẹ con là vừa hoảng lũ này, lại còn cái nhà, có cái nhà mà nó còn một cái vách đấy, là hai mẹ con đứng ở đây là cứ đổ dần lại sợ. Bây giờ cũng biết còn chỗ nào để đứng, này phải bám tạm trên cái cù đá. Bây giờ cái cù đá đấy mẹ con em đứng là bây giờ đã vùi dập xuống tận dưới rồi. Vâng, hoang mang. Chị ơi, chơi như đây là một cái nhà nữa hả chú, hay là như nào đấy ạ? Đây là cái nhà này là nhà họ để vật liệu xây dựng thôi, còn không có nhà ở. Ở đây có mỗi mình nhà em là nhà ở thôi. Nhưng mà mình cũng mà may mắn nhỉ, chuyện đằng trước đằng sau. May là lúc là may mắn là không mẹ con nhà em là chạy đi, là lúc đấy là lũ nó chưa đến chuồng lợn. Vâng. Vì từ chuồng lợn nhà em đến đây là khoảng cách nó đã xa rồi. Vâng. Mà chiều cao thì nó phải rơi vào tầm 6-7 mét nữa thì nó mới lên được đến trên. Vâng. Này cơ. Lúc đấy là có nghĩa là lúc chị nghe một cái là chạy đi luôn, hay là đợi nó mưa như thế nào? Không, mà là nếu mà để mà nói mà mưa như những ngày bình thường thì là nó mưa bình thường, nhưng mà anh nó nếu mà mưa to thì cách rơi khoảng tầm 4:30 cho đến 6 giờ là đấy là mưa to. Vâng. Nó mưa to thì mọi lần là mọi năm nó cũng mưa như thế, nước lũ nó cũng không đến được cái chuồng lợn nhà em đâu. Vâng. Nhưng mà hôm đấy em nhìn thấy nó đánh cái ngọn sóng ghê quá, mà ở trong nhà là cứ nghe thấy vầm vầm. Thế xong chồng em soi cam đến hơn 6 giờ bảo em là tại sao mà vẫn lúi húi ở dưới chuồng lợn làm gì, nhưng mà em tiếc của. Em chạy xuống để em bảo là từ về lúc bấy giờ cảm giác như kiểu bảo là nếu mà có lũ tạt vào chuồng lợn ấy, thì lợn nó cũng không bay đi được, chỉ có gà nó bay lên mái nhà đấy thôi, nhưng mà không đuổi nổi. Nhưng mà lũ nó đánh tợn quá, em sợ quá, em chạy lên đây xong rồi ngồi được tầm 50 phút gì đấy thì cứ thấy nó đã vầm vầm ở ngoài đây rồi, nó cứ hầm hầm ấy. Vâng. Em tưởng đá nó lăn, nhưng mà soi lại không có đá lăn. Vâng, đấy. Lúc bấy giờ là nó chưa lở cái đoạn này đâu, không có đá lăn mà. Xong đến rung nhà mới động rung giường. Hai mẹ con bảo chắc là động đất rồi, sợ quá, bắt đầu là ba chân bốn cẳng là chạy đi thôi. Thế lúc thằng con nhà chị là bao tuổi cả? Cháu 12 tuổi. À. Vâng. Bé một chút nữa là mình cóc nhà đi em theo có là... hai cháu nhỏ thì may mắn là cháu nó lại đi chơi ở dưới nhà em cậu ở dưới cách đây 15 cây ấy. Vâng. Còn nhà em thì hôm đấy lại có việc đi huyện, thế là chồng là đang hai vợ chồng nó đang nói chuyện này, em bảo là hôm nay sao ở chỗ mình lũ to lắm mà nó cái ngọn sóng của nó đánh cao, chưa bao giờ nó cao như thế đâu. Thế là xong đang nói thì lại mất sóng, thì chồng em điện cho em không được. Thế xong lại mấy người hàng xóm lại điện hỏi nhà em là có điện được cho em không, thì nhà em không, thì
Hôm đấy nhà em cũng đi đi về, chắc là tầm, thấy nhà em kể lại là đến tầm 9 giờ đêm ấy. Đi về đến chỗ Hám Mơ La Ha thì gặp được hai người ở đi từ đây ngược chiều về, người ta bảo là ở Hồ Bốn đang ngập lụt hết rồi anh ạ. À, em đi đến những chỗ ngang người nhưng mà bọn em còn bò và bơi được, thì là bơi qua thì nhà em mẹ anh trưởng công an xã Hồ Bốn này thì đang là cố để đi đi lên nhưng mà không đi được nữa, là hai anh em lại quay lại. Dạ. Nhà em còn đâm chính đúng một cái cù đá, còn bay xe xong rồi keo hết bành thủ lốp xong vẫn phải cố bò đi về. Thế là hai đứa cháu nhỏ này chơi chung cộng, may mắn. Ừ, may mắn quá nhỉ. Còn mọi lần là cứ toàn là cứ con cái là ở nhà tất, không để cháu nó đi chơi. May mắn, xưa là cái tài sản của mình cũng đã đi mất hết rồi, chả biết làm thế nào. Thôi sau này mình khắc phục dần dần vậy. Đấy thì mong chị với gia đình luôn luôn mạnh khỏe nhá. Cảm ơn chị đã chia sẻ với kênh Lên Bản Vlog của em. Vâng. Cảm ơn chị nhá. Vâng ạ. Vâng, bây giờ là em sẽ đi tiếp ra khu vực phía sau này, chỗ máy xúc đang làm, cho quý vị các bạn cùng xem tiếp nhé. Vâng, trước mắt quý vị có thể thấy rằng đây đoạn này có hai chiếc máy xúc hoạt động liên tục cả ngày thì đoạn đường này mới thông được. Ôi, em bé kia bị úng lụt rồi, không biết là nhà em bé trên kia sao. Ô, vâng, kính thưa tất cả quý vị các bạn nhé, tiếp tục là những cái ảnh hưởng ở tại Than Uyên đây. Lúc vừa rồi mọi người cũng đã xem em và quay một chị gái cũng bị ảnh hưởng do hậu quả thiên tai đấy. Nói chung là chị chia sẻ rất là sốt ruột, rất là buồn. Đấy, hiện tại đây con đường nó như thế nào, không biết là nhà cô này, chắc là nhà này chắc không bị ảnh hưởng nhiều đâu. Ui, đây mọi người cùng nhìn này, còn gì đâu, chỉ còn đất đá thôi, nhìn sợ quá. Ồ, cháu chào cô nhá. Ồ, nhà mình có bị thiệt hại nhiều không ạ? À vâng, thế thì may mắn quá. Dạ vâng, vâng. À vâng, nó đổ xô từ trên này xuống chắc là lúc đấy mọi người cũng chắc là sợ lắm nhỉ, không biết chạy đường nào. Đấy, lúc nãy nghe một chị chia sẻ là chị bảo là nó hoang mang quá, nó như kiểu là động đất. Vâng. Thì khe nào khe khe kia kia. Khe vâng. Nào có khe ấy, nó cũng đăn lên đăn xuống rồi. Vâng. Chả biết chạy đường nào. Là cái lượng đất đá nó phi xuống như thế nào. Ui. Mọi người nhìn này. Còn nhìn thấy đâu. Ôi. Né qua cái đoạn là cái khe suối như thế nào. Rồi, nói thật sự với quý vị và các bạn là đây là những cái hình ảnh ở tại Than Uyên các bác nhá. Đấy là những cái trận lũ lịch sử hàng mấy trăm năm. Đấy, mấy trăm năm về trước. Không biết là có hay không, nhưng hiện tại là cái mức độ thiệt hại nó quá lớn luôn. Một núi luôn. Ủa, cái này như là trên này có cái nhà thì phải, thì nó mới có cái tấm lợp bờ rô như thế này. Chắc chắn là nhà hoặc là lán gì đó. Đi đâu đâu cũng thấy sự gọi là mất mát về tài sản. Wow. Thế này cơ mà mọi người ơi. Một đống đất này. Như thế này cơ mà. À đây. Mọi người nhìn phía trên này. Trời, nó quét thành một con đường gọi là toàn là những cái cây cối này, đất đá nó chồng chất lên nhau. Nói chung là thật sự là có thể nói rằng là thưa tất cả quý vị các bạn là đây là những cái hình ảnh mới nhất về Than Uyên mà em cập nhật đến cái thời điểm này. Và bây giờ thì em cũng chắc là video của em ngày hôm nay nó cũng khá là dài rồi. Thì bây giờ là em cũng xin phép khép lại video trong tập này. Và tiếp theo em sẽ di chuyển đến những cái điểm ở tại khu vực Hồ Bốn để xem những cái mất mát và những cái khắc phục của người dân đang phải chống chọi với thiên tai nó như thế nào. Đấy, mời quý vị và các bạn hãy chờ vào tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn.